Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn tận thế zombie ha. Hôm nay có vẻ là một ngày rất là đặc biệt đối với mình luôn á. Tại vì tính từ ngày đầu tiên tới bây giờ thì mình đã sinh tồn được 98 ngày rồi. Và hôm nay mình sẽ gán sống sót thêm 2 ngày nữa để coi coi qua 100 ngày thì mình có bị zombie hay bán hành ở không, kiểu như là tiêu diệt được hay không ha. Chứ hành thì ngày nào mình chả ăn. Rồi, và để đánh dấu cho cái ngày đặc biệt như vậy thì mình sẽ tiến hành nâng cấp thêm áo giáp. Hiện tại thì mình đang mặc áo giáp Exoskeleton á, nhưng mà bên cạnh đó cũng có một set giáp tên là Exo cơ. Nó được nâng cấp từ bộ giáp cũ của mình nè, đó chính là bộ Advanced Combat á. Khá là hay luôn, nên bây giờ mình sẽ tận dụng luôn cái bộ giáp cũ của mình là bộ Advanced Combat để mình nâng cấp thành bộ giáp Exo ha. Đây là phiên bản có vẻ là nâng cấp hơn của bộ giáp cũ mình thôi. Mình mong là nó sẽ mạnh ha. Và công thức để nâng cấp lên một bộ giáp mới này thì nó cũng không quá khó. Nó sẽ bao gồm những cái bản mạch nè, 4 bộ phận. Chắc là sẽ cần 4 cái bản mạch. Chính xác rồi. Bên cạnh đó là 4 cái ốc vít bằng carbon nè. Rồi không thể thiếu đó chính là vật liệu titanium ha. Titanium 4 cái luôn. Đủ chưa? À, nó còn thiếu những cái electric engine ha. Những cái động cơ nữa, 4 cái động cơ. Rồi, vậy là mình đã có đủ nguyên vật liệu để có thể nâng cấp bộ giáp mới rồi. Giờ thì mình sẽ cho lần lượt, đó chính là nón nè. Đó, mình đã có được cái nón Exo ha. Nhưng mà khi mình nâng cấp như vậy thì những cái dòng cường hóa nó sẽ mất đi rồi. Wow. Khá là đáng lo ngại nha. Ồ, cái áo thì không được. À, cái áo cần tới 2 titanium lận nha. Cái ổn thì cần 1 nè. Như vậy những bộ phận nhiều giáp như là áo với quần thì nó cần tới 2 titanium lận. Giờ thì mới đủ nè. Thiếu một cái. Đây. Xong. Mình đã nâng cấp xong set giáp mới rồi. Giờ thì mình sẽ treo set đồ. Treo set đồ Exoskeleton của mình lên á. Tại vì bây giờ mình không cần mặc nó nữa đâu. Nay mới nâng cấp giáp mới mà phải mặc giáp mới chứ. Đây, giáp mới của mình khi lên đời sẽ trông như thế nào đây nè. Ui, hình như bộ giáp này nó như cũ hả? Nó chỉ thêm được một xíu cái phần titanium ở phần cổ tay, cổ chân với phần thắt lưng của mình thôi. Mặc sao thì mình thấy nó cũng vậy ha. Cái này phải test trực tiếp trên zombie mới biết được rồi. Khi mà zombie đánh mình á. Và được cái là nó có thể cường hóa ở đây luôn. Cũng tốt. Mình sẽ ưu tiên cho nó bảo vệ với chạm hỏng ha. Để cho nó trâu trâu hơn một xíu nữa. Rồi. Ép nó thôi. Cái này có thể ép dòng double jump luôn nè. Đã gì ta. Ép được double jump là mình có thể nhảy nhiều lần được á. Quá tốt luôn. Rồi thử coi. Đó. Tốt. Hợp lý ha. Bộ giáp này chạy cũng rất là nhanh nha. Đúng là set Exo nào nó cũng chạy nhanh ha. Như vậy thì zombie chạy xong mà lợi mình. Hợp lý thật sự luôn á. Rồi, nâng cấp áo giáp xong rồi. Giờ thì mình sẽ chuyển sang nâng cấp vũ khí đi. Hôm nay là ngày đặc biệt nên mình sẽ chế tạo một khẩu súng đặc biệt luôn ha. Đây là khẩu súng mà mình muốn chế tạo lâu rồi nhưng mà bây giờ mới đủ đồ để chế nè. Đó chính là khẩu TFG 10K. Khẩu này thì nó sẽ cần tới nguyên vật liệu như là miếng titanium cũng như là titanium receiver ha. Khá là mắc á. Miếng titanium. Đây mình cần 2 miếng. Tiếp theo là titanium receiver ha. Cái này thì hơi mắc đó. Nhưng mà mình vẫn phải đầu tư thôi thì mới có được một khẩu súng mạnh được. Một cái bản mạch nữa. Rồi ghép nó vào. Nếu mình nhớ không lầm là vậy. Úi. Có gì gì mới đúng nè. Đó, có được hai bộ phận của khẩu súng này rồi. Giờ thì tới cái phần shell titanium barrel ha. Wow, cái này nó mắc chưa? Nó cần phải có carbon barrel nè. Cần tới 6 miếng carbon lận.
hầu hết cái khẩu súng này làm từ toàn là nguyên vật liệu xịn thôi á. Rồi bản mạch nữa nè, bản mạch, và cuối cùng là những cái tấm lít thôi. Đây tấm lít hai miếng. Rồi coi coi đủ chưa. Đó đủ rồi nè, mình đã có được 3 bộ phận rồi ha. Wow. Giờ thì tới bộ phận giống như là đạn đi, cái này gọi là đạn chính xác hơn á. Đạn thì mình sẽ được làm từ thép nè, bản mạch nè, redstone và miếng lít ha. Thép, thép, thép còn không? Đừng nói hết thép nha. Ờ hên quá, hên quá, đây còn thép nè. Bản mạch, redstone và những cái miếng lít ha. Lít là mấy cái miếng này nè. Rồi mình sẽ đưa vô cái máy khắc laser để cho nó chế tạo thôi, đúng không? Thép, bản mạch, redstone và miếng lít. Rồi nó đã chạy rồi nè. Mong là đúng, mong là đúng. Chuẩn luôn, hợp lý thiệt sự. Và cái này thì mình cần phải làm sao cho nó đầy điện ta? Mình phải cho vô cái vàng làm hóa học á, những cái uranium enriched thì nó mới tạo thành đạn được, cực kỳ đắt đỏ luôn. Để mình lấy cái uranium enriched cái đó, hình như cái đó mình hết rồi sao? À đây đây, còn may thế. Vàng hóa học đây, hình như đang hết nước nè. Mình cứ cho trước mấy cái này vô đi, mình đi múc nước. Cái thùng nước đâu, cái thùng nước. Đây đây, thùng nước đây. Rồi. Đó, nước vô, nước vô, nước vô nè. Ngon lành cành đào liền. Đó, vậy là chúng ta đã có đạn rồi. Quá tuyệt vời luôn. Mình sẽ lấy vô một cái để chế tạo luôn đi nhờ. Hợp lý, hợp lý. Vậy là mình đã có được 1, 2, 3, 4 4 nguyên vật liệu rồi. Giờ thì còn thiếu cái cục chính giữa thôi. Đây là cục khó nhất ha. Cái này là gọi là plasma generator. Và cái này thì nó cần miếng lít coi với enriched uranium ha. Đây, nguyên vật liệu này giờ thì mình cũng có rồi đó. Miếng lít. À chưa chưa, enriched uranium trước đây. 2 miếng lít. Hết rồi, hết miếng lít luôn rồi. Oh no. Rồi luôn, hết trơn miếng lít rồi, phải đi chế tạo thêm thôi. Lít, lít, lít. Gần hết lít luôn. Này, này ngày quan trọng mà thiếu quá trời quá đất đồ rồi. Mình sẽ đưa vô cái máy đập. Cái nào ta? Đây. Cái máy đập, để cho nó đập thành những cái miếng lít cho mình đi. Rồi cần gì nữa không ta? À, cái coi. Đúng rồi, cần phải lấy cái coi nữa. Coi thì ở đây có luôn. Rồi giờ thì mình chỉ còn thiếu cái cục anti-graffiti core thôi. Cái này thì mình cần phải tốn một cái sao nether ha. Khá là đắt đỏ luôn. Đi, cho sao nether vô cái máy này. Sao nether, chỉnh cái này lên nấc thứ 8 thì phải. Cái này lên 40%. Đúng không nhỉ? Đúng không? 40%, cái này thứ 8. 5 minutes later. Đó 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 đó, giờ nó mới chạy nè. Đây rồi. Được chưa, được chưa, được chưa? Nó kêu, nó đang kêu lên kìa. Hình như sắp được rồi đó. Ui, cái thời gian làm của nó nè, rất là lâu ha. Hồi hộp quá à. Hy vọng là được đi. Chỉ cần có cục này là mình có thể làm ra khẩu súng TFG liền á. Ui. What? Ui, nổ máy rồi. Mèn đét ơi, làm gì ghê vậy? Nổ cái đùng luôn à. Nguy hiểm vậy.
Mình phải liên tục chỉnh để cho nó ở mức xanh hay sao á. Hy vọng là đúng đi. Mình phải gán giữ cái này ở mức xanh hay sao ấy. À biết rồi. Trời ơi. Hồi nãy mình lo chế tạo mà mình không chỉnh nó ở cái mức xanh, mức an toàn á. Nó sang mức đỏ hàng gì nó nổ cái đùng luôn. Hên là chấn cùng mạng á. Ui tính ra giáp mình cũng mạnh á chứ. Cái máy nó nổ to như thế mà mình không sao là thấy ok rồi. Giáp mạnh giáp mạnh. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ làm ra cái cột plasma generator ha. Rồi nhét nó vô giữa. Giờ thì mình đã có hầu hết tất cả các nguyên vật liệu rồi, chỉ cần chế tạo ra khẩu TFG thôi. Đấy, ngon lành cành đào. Súng mới nha. Súng này bắn là đạn lách mà luôn á. Xịn lắm. Tuyệt vời. Ui, bác nhân lại đi vô đi. Vô trong đi. Ừ, đi ra ngoài một hồi bão nó kéo tới nữa là bay lên trời nè, gán chịu. Giờ thì mình sẽ tranh thủ mình đi test súng tiếp. Bữa nay vừa có giáp mới, vừa có súng mới nữa. Thứ gì chịu nổi. Rồi, mình sẽ test thử ha. Nó. Ok kìa. Đang có những cái luồng lách ma màu xanh đang hấp thụ vào khối súng mình kìa. Bắn thử coi. Wow. What the. Ôi giờ mình mới biết gần nhà mình nó có cái, có cái đường hầm nè. Wow, giờ mới biết luôn. Có cái đường ray. Phát hiện mới. Wow, thì ra là dưới nhà mình có cái đường ray mà trước giờ mình không hay biết đâu gì luôn á. Này nè, zombie hả? Mình sẽ bắn nó một phát một là banh xác hết. Đấy, cực kỳ mạnh luôn. Đã thiệt á. Mình có thể bắn thường cũng được ha. Đấy, bắn thường một cái cũng chết zombie nè. Quá là ghê gớm luôn. Được thật sự ấy. Vụ nổ của nó thì hơi bị to nha. Đúng là vũ khí lách ma. Đây. Bye bye các cưng. Ủa, quá là ghê luôn á. Hôm nay mình mới có dịp đi ngang khúc này thì mình mới biết là cơn bão á, nó càng quét tới bên đây luôn. What the hell nè. Kiểu như cơn bão nó đi tới đâu là đất đai cây cối ở đó là nó bị càng quét hết ấy. Đúng là sức mạnh của thiên nhiên rất là dữ dội ha. Mình cứ nghĩ là nó chỉ đi một đoạn thôi, ai dè nó dài cực tới tận bên đây luôn nè. Ui quá là đáng sợ luôn á. Mà hên là nó cuốn như vậy mà nó không cuốn trúng cái nhà mình ha. Cũng đỡ một xíu. Ờ à, đây là chỗ dạng khoan của mình rồi. Ghê quá. Bữa nay thì mình sẽ gán đi tìm cái công trình còn lại ha. Hôm nay thì mình đã khám phá được biệt thự trong rừng nè. Rồi tìm thấy thủy cung nè. Rồi kim tự tháp nè. Nhưng mà cái ngôi đền trong rừng thì mình vẫn chưa tìm được bất kỳ cái nào á. Nên hôm nay chắc mình sẽ gán tìm nốt một cái ngôi đền trong rừng đi. Để cho xong hết các công trình mà mình tìm được luôn ha. Chứ tìm còn thiếu gì thì cũng khá là buồn. Với lại mình muốn biết là trong cái ngôi đền trong rừng á, nó sẽ cho mình những món đồ gì. Biết đâu trong đó lại là nơi cất giữ những cái đồ xịn nhất thì sao. Cũng nhiều khả năng khó lắm á. A few moments later. Ngoài ra thì mình còn biết cái bộ giáp mới của mình á, nó còn có một cái công năng đặc dị nữa. Đó là giúp mình đào siêu nhanh luôn. Này, như mình đang có cái hiệu ứng đào nhanh từ cái đèn hiệu vậy á. Cái này thì nãy vô tình mình phát hiện thôi. Ui, được nha. Bộ giáp này không chỉ mạnh về cái mảng phòng ngự đâu, mà còn mạnh trong mảng đi đào mai nữa. Tạm thời gác qua chuyện đào nhanh đi. Giờ thì tới cánh rừng rồi nè. Lần trước thì vô cánh rừng này thì mình hay bị lắc máy á. Không biết lần này thì có còn bị lắc hay không. Ở bên đây mình thấy nó có công trình gì nè. Một cái
Ồ, một cái đường hầm. Ủa sao nhìn đường hầm này quen thế nhỉ? Ê, đừng có quái vật nào lung tung xuất hiện nha. Lại có thêm đường hầm đi xuống nữa. Có nhân bài. Ồ, con xương, con xương. Này thì xương hả? Ôi, mới vô cánh rừng thôi đã gặp công trình có quái vật rồi. Căng đấy, căng đấy. Nhưng mà giờ mình có súng xịn rồi nên cũng không ngán lắm ha. Gặp là xơi nó thôi. Đụng là trụng. Rồi, trong đây thì cũng có rương luôn nha. Ô, đồ sửa chữa, đồ các thứ luôn nè. Cũng tốt đấy chứ. Chân thỏ, thuốc tốc độ. Hết rồi. Nói chung thì trong đây chứa đồ cũng tạm được đấy. Và nó có rất là nhiều hướng đi khác nhau luôn. Đây là một trong những căn phòng mà mình nghĩ nó sẽ chứa đồ á. Hết rồi. Ngoài cái căn phòng chứa rương hồi nãy, với căn phòng này là mình hết thấy đường đi rồi. Tính ra công trình này cũng bé thôi chứ không có quá to đâu ha. Chắc mình đi lên để mình tìm tiếp những cái công trình ở phía trên mặt đất đi. Chứ lạc ở dưới công trình này cũng không có được nhiều đồ đâu. Đi, té thôi. Tranh thủ trời còn sáng nè. Chứ hồi trời tối cái bị nhiều zombie nó cà khịa lắm. Lại là tòa tháp chứa kim cương. Úi, bên đây có hai cái công trình giống vậy luôn nè. Ở bên đây còn có ngôi đền gì nữa nè. Như vậy thì công trình này nó sẽ giống với công trình đằng kia ha. Còn bên đây ngôi đền thì mình không biết như nào. Kiểm tra thử mới được. Nhưng mà ngôi đền này không phải là ngôi đền chứa đồ rồi. Không phải ngôi đền trong rừng. Ngôi đền này nhìn lạ quá. Ngôi đền này có đường đi xuống dưới luôn hả? Coi thử như thế nào đây. À, ngôi đền này. Rồi, hiểu, 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 hiểu. Ngôi đền này nó sẽ dẫn xuống công trình có bốn hướng á. Zombie quá trời quá đất luôn nè. Khá là nguy hiểm luôn. Nhưng mà được cái là công trình này nó có rương liền. Mình thấy đằng kia có rương cơ. Ý, được nha. Qua đó kiểm tra thử. Ui da. Mấy con này láo tét đấy. Cứ cà khịa mình thôi. Rồi có gì nào? Kim cương, ngọc lục bảo các thứ. Còn có 7 nữa. Ủa 7 gì vậy? Ui, 7 ném thuốc độc. Oh no. Đúng là những công trình ở trong rừng rậm lúc nào cũng rất là nguy hiểm ha. 7 các thứ đồ quá trời luôn. Ui. Con nên đi tiếp không ta? Nè, ở dưới đây nó còn đường nữa nè. Xương đen nữa. Ghê thiệt, ghê thiệt. Để mình coi coi trong đây nó có những cái căn phòng bí mật gì không. Không có phòng bí mật nè. Lần đầu khám phá ngôi đền trong rừng mà gì rồi. Có vẻ không ổn thế nào cả. Quá trời quái rồi. Mình phải thủ tiêu nhanh thôi. Lâu rồi mới bắn khẩu súng Sonic này. Rất là đã ha. Rồi nó có cái căn phòng gì nè. À nó có cái lồng spawner. Lồng spawner nè. Đập luôn. Rương gì đây? Kim cương. Hình như mình để ý là trong công trình này á, mấy cái rương nó dễ có kim cương lắm. Hồi nãy giờ mình lướt hai cái rương đều có kim cương trong đó ha. Đây nữa. Đó, các bạn để đi. Đặc điểm chung là nó đều có một viên kim cương ấy. Ui, cũng được ấy chứ. Những bạn mà yêu thích kim cương thì không thể bỏ qua công trình này rồi. Nhưng mà sao mình đi lâu lâu nó cứ bị chậm chậm cái gì á nè. Cũng không biết nữa tại sao lâu đi lâu lâu cái mình bị làm chậm lại. Con nhỏ này đi ra chỗ khác. Bắn một phát chết hết đằng kia luôn. Một phát cực mạnh. Có vẻ không chết hết nổi. Lòng của con gì? À có cái rương ở dưới luôn nè. Tốt. Con zombie này đi ra chỗ khác đi. Nó mặc giáp kim cương nên nó trâu quá. Đó, lại có thêm một viên kim cương nè. À,
Cái này thì chắc là công trình một viên rồi. Cứ mặc định là cho mình một viên kim cương thôi. Dưới này thì có rất là nhiều tơ nhện á. Mình sẽ kiểm tra thử coi. Phía sau cái đống tơ nhện này là gì? Lại là kim cương. Mình nói rồi, công trình này là công trình một viên rồi. Dưới đó có kim cương không? Ồ, kìa kìa, một viên kim cương nữa cơ. Ngay mà. Lượm viên kim cương luôn. Tốt. Con này láo tét. À, cái vũ khí này á, nó có thể tấn công được cả bản thân mình nha, nếu như mình sử dụng không hợp lý. Chẳng hạn như mình bắn thẳng dưới chân như vậy nè, là mình sẽ mất máu nha. Ví dụ mình gồng viên đạn cực mạnh coi, mất nhiều máu. Ồ, mất được có nửa trái tim à. Ui, vậy là bộ giáp mình mạnh hơn so với cái khẩu súng này rồi. Kiểu như mình bắn mình bị nhận ít sát thương ấy. Tốt ghê ha. Và chắc bây giờ mình nên đi khỏi cái công trình này thôi. Nguy hiểm quá. Đêm nay chính là cột mốc để bước qua ngày thứ 100. Mình sẽ thử thách bản thân mình bằng cách là cố thủ ở cái căn nhà khởi đầu của mình á. Đây chính là chính xác là căn nhà khởi đầu của mình á. Mình sẽ thử bản thân mình trong ngày hôm nay thôi, để coi mình có thành công cố thủ hay không á. Mình tin là với giáp mới và khẩu súng mới này thì mình có thể sống sót nổi á. Cố lên nào. Bắt đầu thử thách. Rồi. Bắt đầu cái đêm nay thì có vẻ khá là ít quái xuất hiện á. Cực kỳ ít luôn á. Mình không biết tại sao bây giờ zombie nó lại ít xuất hiện như vậy á. Như vậy thì dễ gì mà úp sọt mình được. Kéo cả chục cả trăm con rồi mới ra. Chứ đi đánh lẻ như vậy thì á, không đủ để mình bắn nữa. Ô lạ nha. Các bạn có để ý lạ không? Sao càng về sau thì zombie hình như nó bơ mình rồi. Nó biết mình mạnh, cái nó không thèm ăn hiếp mình hay sao ấy. Này, cực kỳ ít luôn. Không nhiều như lúc đầu ấy. Mình thích kiểu nhiều nhiều giống như lúc đầu cơ. Tuy ăn hành mà vui. Giờ kiểu mình bị mạnh rồi ấy. Cái là mấy con này nó cũng nhát hay sao rồi. Ui, chơi mà chơi nhát. Thôi, thay vì để nó tìm mình thì bây giờ mình sẽ đi tìm nó luôn ha. Đêm nay là đêm săn zombie luôn nha. Ok, zombie đâu rồi? Sao toàn ngựa zombie không vậy? Zombie đâu? Nay đêm cuối nữa, mai mốt là các ngươi hết gặp ta rồi đó. Ra đi, cơ hội lần cuối các ngươi gặp ta đấy. Gì đâu mà bây giờ ít vậy? Không giống mấy con zombie mỗi ngày ấy. Ôi, con ngựa zombie đánh mình. What? Ngựa zombie mà dám cắn mình hả? Dám cắn mình hả? Ui, đây rồi. Gripper thả tim. Ui. Đó, phải đông như vậy chứ. Đi rồi. Quá đã luôn. Và các bạn cũng thấy rồi đấy, bộ giáp mới của mình á, có vẻ nó rất là trâu ha. Bây giờ zombie nó vừa bắn, nó vừa đánh cận chiến mình mà cũng không si nhê nè. Hợp lý thật sự luôn á. Wow. Một đòn cực mạnh đã tiêu diệt gần hết cái đám zombie này luôn ha. Quá là đã luôn. Bữa nay sao bé heo sung vậy? Heo bây giờ nhiễm zombie rồi. Heo bây giờ cũng muốn đánh mình kìa. Oh no. What the hell? Bây giờ zombie cũng đã bị nhiễm. Ủa gì? Heo cũng đã bị nhiễm thành zombie rồi. Heo mà cũng muốn ăn thịt mình nữa. Ảo thật đấy. Đúng là đến ngày thứ 100 thì có rất là nhiều chuyện lạ xuất hiện ha. Ôi, zombie định John Cena mình kìa. Dám John Cena mình á. Nó định quýnh mình mà nó chưa gì nó đang nằm một đống rồi. Thanh niên này. Tấu hài hay gì á, cho nằm dưới luôn. Thanh niên zombie tấu hài thật sự. Cho nằm ở dưới luôn. Quên mất. Súng mạnh như vậy phải test trên rồng nó mới đã. Được. Ủa dạ.
Nhưng mà mỗi lần qua đây là mình bị người Ender cà khịa à. Cay ghê. Mình nhịn xíu đi. Nhìn xíu cho hết mù lờ xuống dưới gắn cái end crystal này chứ không vậy đó. Thôi cho tôi gắn cái này đi, tôi không cà khịa mấy anh đâu. Đó 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 đó, nó bù vậy đó, nó không cho mình đi gắn pha len mà. Cay thiệt. Một cái, hai cái, ba cái. Cái cuối cùng nè. Ôi. Cay tê nhờ. Trời 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 trời, né đi, một hồi nó nổ phát là banh xác bây giờ nè. Hết chuyện đứng trên đó. Tôi xong rồi. Tới số hai đứa này rồi. Chuẩn bị nè, chuẩn bị nè. Biết ngay mà. Này thì ngựa ngựa đứng ăn trển hả? Rồng Ender hả, rồng Ender. Mình sẽ tấn công cực mạnh luôn. Ui. Trời. Bắn như vậy mà chỉ có một tí xíu máu của rồng thôi. What the hell? Không ổn rồi, phải phá mấy cái pha lê ăn trước đó đã. Kéo rồng hồi máu. Ồ, bắn xuyên này không được. Được rồi. Cố lên. Để test lại cái nữa coi. Không lẽ bắn dơm bay mạnh như vậy mà khi bắn rồng lại yếu như thế sao? Hơi vô lý nha. Không thể tin được á. Cái con này đi ra. Chỗ mình bắn rồng đây nè. Rồng à rồng. Đấy. Khi mà phá những cái pha lê thì bây giờ mình đã bắn rồng thốn hơn rồi nè. Phải vậy chứ. Đây rồi. Ôi nhưng mà cũng không thốn rồng lắm. Mình cảm giác cái này nó chỉ mạnh khi mà mình tấn công mấy con quái thôi. Quái vật thôi. Chứ đánh rồng thì nó không có mạnh lắm á. Đấy cũng là một cái nhược điểm của khẩu súng này á chứ. Mình chỉ dùng khẩu này để bắn zombie thôi. Đây nãy giờ mình bắn 4 phát cực mạnh. Nhưng mà rồng chỉ mất có 1/3 cái máu à. Không được bao nhiêu hết á. Thử với khẩu súng Sonic này coi. Ui. Khẩu súng Sonic vậy mà có vẻ mạnh này. Bắn rồng cực khốn luôn. Ảo thật đấy. Đây. Một băng nữa là mình nghĩ rồng sẽ chết luôn á. Đó. Giờ mình mới biết súng Sonic mới là khẩu súng đánh rồng mạnh nè. Ảo thật đấy. Các bạn cũng thấy rồi đấy. Một khẩu súng có sát thương thấp hơn nhưng mà đánh rồng nó lại mất nhiều máu hơn nè. Rất là ảo diệu luôn. Rồi giờ thì chắc đi về thôi. Sau khi test lại thì mình thấy khẩu súng TFG chỉ dành riêng để bắn zombie thôi ấy. Và căn cứ cũ của mình sau bao ngày mình rời bỏ thì nó vẫn còn an toàn á. Tính ra căn cứ mình cũng khá là vững chãi chứ. Đợt cơn bão kéo ngang nó chỉ cuốn bay mấy cái xương rồng thôi chứ nhà thì vẫn còn á. Tính ra cái căn cứ mình xây cũng rất là thành công ấy. Nhưng mà tiếp theo bây giờ zombie nó vẫn còn á. Có vẻ cái đại dịch zombie này sau 100 ngày thì mình nhận ra là nó sẽ yếu ớt dần khi mà mình mạnh lên ha. Các bạn cũng thấy rồi đấy. Lúc đầu thì nó rất là hung dữ luôn. Nó tỏ ra là nó muốn ăn tươi nuốt sống mình. Tại vì lúc đó mình rất là yếu. Nhưng mà bây giờ thì mình đã mạnh hơn nè. Có giáp xịn, súng xịn. Quái nó cũng bắt đầu thưa thớt dần ha. Cũng khá là dễ chịu hơn so với lúc đầu. Và đồng thời thì những cái phương tiện này nè. Mình chế tạo nhưng mà đôi lúc mình lại không có dùng nhiều lắm. Tại vì nó bay còn chậm hơn cả mình bay bằng jetpack á. Nên nó không có hữu dụng cho lắm á. Chủ yếu mình trưng bày mình thấy nó ok hơn á. Tiếc thay là mình chưa có sử dụng thuần phục hai cái phương tiện ha. Hy vọng nếu có dịp tiếp tục sinh tồn trong cái tận thế zombie này thì mình sẽ cố gắng tập luyện để lái cho nó thuần thục hơn. Lúc đó thì có thể sử dụng máy bay để chiến đấu với zombie luôn á. Nghe rất là hấp dẫn ha. Sau 100 ngày thì mình cũng đã có được sơ sơ một dàn vũ khí tương đối là tốt nè. Và về càng về sau thì những vũ khí của mình nó càng tối tân hơn á. Với những vũ khí có sát thương cực kỳ khủng ha. Chỉ tiếc là mình chưa có kịp nâng cấp cái căn cứ ở phía dưới và phía trên này lên thôi. Thì nó đã tới ngày thứ 100 mất rồi. Mà tính ra mình cũng hên á. Sau cái ngày 100 này mà bão kéo ngang nhưng mà không có ngay cái nhà mình. Thành tựu ra cái nhà mới của mình nó không có bị bão tấn công.
nên cũng khá là an toàn. Mong rằng trong thời gian sắp tới chúng ta sẽ có những cái cuộc hành trình, những cuộc phiêu lưu mới nó thuận lợi hơn á. Đừng giống như cuộc hành trình này mình phải đổi căn cứ liên tục. Hình như đây là lần đổi thứ ba của mình á. Lúc đầu là mình ở bên kia, sau đó dời qua bên đây, và cuối cùng là dời lên trên trời ở luôn. Đó, phải di dời tùm lum tà lé nên không có kịp xây dựng thêm những thứ gì mà đặc biệt hơn á. Hy vọng chúng ta sẽ có thể làm được nhiều thứ hơn trong những cuộc hành trình sắp tới. Và các bạn đã theo dõi cái chặng đường sinh tồn trong thế giới tận thế zombie của mình. Mong rằng chúng ta sẽ sớm gặp lại vào những cái series kế tiếp á. Cũng giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.